Hello mọi người, hôm nay thì Phượng sẽ làm một video về Noel, một bộ màu xanh như thế này nhá. Nhìn cực kỳ đơn giản thôi mà nó rất là đẹp luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị và set up cho cái video này. Thường thì mình sẽ phải quay lại bằng điện thoại để cho các bạn xem rõ và kỹ hơn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu vào video này nhá. Đầu tiên thì Phượng sẽ bấm bớt móng đi. Ví dụ như là trên tay mà có móng thật ấy thì mình sẽ bấm toàn bộ cái phần móng thật này đi. Mình sẽ không để lại móng thật nhá, bởi vì là khi mà móng nó dài ra ấy thì cái phần bên dưới gầm móng nó có móng thật ấy nhìn nó rất là dơ và không được thẩm mỹ. Nên là bắt buộc khi mà chúng ta đắp móng giả hay chúng ta nối móng giả thì mình cần phải cắt hết toàn bộ phần móng thật đi nhá. Tiếp tới, bởi vì tay bạn có da tay ấy thì mình sẽ phải đẩy da lên, cắt da trước, sau đó thì mình mới nối móng, mài móng. Cái phần đẩy da này á, thì mình sẽ đẩy làm sao cho tần phần da được đẩy cao lên thì cái phần phao tay ấy, nó mới đẹp và tròn được. Đây là cái bước mà Phượng sẽ mài phần khóe nha. Đây là một cái đầu mài khóe. Thì thực ra những cái bước này là Phượng làm trong tất cả các video luôn. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem video này thì các bạn vẫn có thể từng bước làm từ đầu đến cuối. Còn các bạn nào mà xem rồi ấy, thì mình cũng xem lại một tí để cho mình biết là mình có làm sai bước nào không, mình đã làm đúng hay chưa ha. Đây là cái phần đầu mài nhám này, mình sẽ nhám toàn bộ cái phần móng luôn. Mình nhám kỹ thì móng của mình sẽ chắc hơn nhá. Mình đừng có nhám, tức là cái phần nào mình cũng phải nhám luôn, nhất là phần khóe đấy. Đây là mình sẽ cắt ra, mình sẽ cắt ra khô, tức là phần da nào mà thừa ra thì mình sẽ cắt. Các bạn thấy không? Khi mà mình đẩy da lên này, mài khóe xong này thì phần da này cắt rất là dễ luôn. Cắt da toàn bộ xong bắt đầu mình sẽ gắn móng giả nhá. Mình sẽ keo một chút xíu trên đầu phần móng giả. Hôm nay Phượng sẽ sử dụng móng nhọn dài như vậy, mình sẽ gắn sát lên cái phần móng nhá. Các bạn thấy không? Phượng chỉ gắn một tí trên cái phần móng thôi ha. Bởi vì như thế này, khi các bạn đắp móng ấy thì cái phần móng thật mà nó được bám với nhiều bột hơn thì nó sẽ chắc hơn. Còn nếu các bạn mà đưa cái phần móng giả xích lên cái phần giữa móng thật ấy thì cái lượng bột nó sẽ bám trên móng thật rất là ít, và cái như vậy nó rất là dễ bong chóc. Nên chúng ta chỉ cần gắn một chút xíu trên bề mặt móng giả thật thôi nha, không cần gắn quá nhiều đâu. Ví dụ ngón tay này là quá sát luôn thì nếu mà mình gắn một tí móng bên ngoài thì nó không đủ, thì chúng ta phải gắn sâu một tí, nhưng chúng ta cũng đừng gắn móng sâu quá. Ví dụ như nó dính vào da thì không sao đâu, khi các bạn sờ nước một hai tiếng ấy thì nó sẽ chóc cái phần dính dưới cái lớp da ra và chúng ta sẽ hoàn toàn không bị dính da đâu. Nên nếu như mà chúng ta có vô tình dính keo vào da thì cũng không sao nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt form. Cái form móng này mình sẽ cắt form tròn nhé. Đầu tiên mình sẽ cắt định hình móng trước, sau đó mình cắt phần hai bên khóe đi vào một ít để cho cái móng này nó thon một tí, sau đó chúng ta sẽ cắt gọn phần hai bên đầu. Mình cắt gọn hai bên lại như thế, lát nữa mình sẽ mài hai bên để lại cho nó thành tròn. Cái form này thì Phượng làm cái form hơi bầu tròn một tí, tức là mình sẽ không làm nhọn mà mình làm hơi bầu, nên là cái phần móng mình sẽ cắt hình form thang, sau đó mình sẽ tém hai bên lại và mình mài rũa như thế này nhá. Ở cái phần rũa này thì mình sẽ để sát vào phần khóe này, đi thẳng xuống làm sao để phần khóe với mặt phần móng thật ấy nó sát với nhau như vậy. Sau đó mình sẽ cua lại tròn lại. Đấy, các bạn thấy không? Mình cua tròn lại này. Hai bên luôn. Hai bên mình cua thật là tròn lại. Mình để cái rũa phần dưới gầm này. Đó, mình sẽ rũa lại cho nó thẳng. Các bạn thấy không? Rũa tròn lại. Phần gầm, phần móng tròn với móng nhọn thì mình sẽ rũa cả gầm nhá. Còn phần móng vuông với thang thì mình không rũa gầm bởi vì nó sẽ mất form mất. Đấy, mình sẽ rũa hai bên này. Sau đó rũa phần góc bo này. Mình sẽ bo lại. Cái phần này mình tua hơi nhanh một tí nhá, thì mọi người vẫn theo dõi được ha. Tương tự như thế với các ngón khác thì mình sẽ rũ y chang như vậy. Thường thì mình sẽ làm 10 ngón, nhưng mà để tránh trường hợp các bạn xem lâu ấy thì mình chỉ quay tầm cỡ 2-3 ngón cho một bước thôi, thì để cho các bạn xem nhanh hơn. Rồi, sau khi mình đã rũ xong rồi thì mình sử dụng một cái đầu mài nhám này. Bây giờ mình sẽ nhám toàn bộ cái phần móng luôn. Và các bạn lưu ý là mình sẽ nhám phần khớp nối giữa móng thật với móng giả làm sao để cho nó mỏng mịn với nhau nhá. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà mình nhám xong thì gần như là móng thật với móng giả nó nhìn nó y nhau luôn. Đây là chúng ta chưa đắp mà chúng ta đã thấy nó như vậy rồi. Nhưng mà lưu ý là chúng ta cần phải đắp bột lên nhá.
tùy vào móng. Thí dụ như chúng ta làm dài như vậy thì mình cần phải đắp nó dày dày lên một tí. Còn chúng ta làm mà nó ngắn thì mình có đắp mỏng một tí ít cũng được. Bởi vì khi mà dài như vậy mà chúng ta không đắp dày thì nó rất là dễ gãy. Hôm nay thì mình sử dụng bột màu xanh như vậy và ít nhũ. Đây là cái chai Bon nhé. Bon là chai primer. Chai này còn là liên kết bột nha mọi người. Chúng ta sẽ sơn toàn bộ vào phần móng ha. Nhất là cái phần móng thật nhé, chúng ta phải sơn sát vào nha. Các bạn đừng quên cái bước đấy nhé. Nếu các bạn mà quên cái bước đấy thì móng nó rất là dễ bong chóc luôn. Tại vì nó không có liên kết bột ấy. Hôm nay thì mình sử dụng bột màu. Và những cái bột màu này nó nhũ nhiều và màu nó cũng khá là đậm. Nên là cái bột nó rất là dẻo luôn. Tha hồ chúng ta kéo. Và chính vì nó dẻo quá nên chúng ta phải đưa cọ từ từ nhẹ nhàng thôi. Không thì nó sẽ chảy hết bột mất. Các bạn thấy không? Nó dẻo quá ấy. Nên là chúng ta không cần phải đưa quá nhiều đâu. Mình sẽ ombre 3 ngón. Một ngón đắp full và một ngón mình sẽ đắp marble nhé. Như cái móng này này, chúng ta sẽ để cục bột sát vào chân móng nha mọi người. Sau đó mình sẽ kéo xuống từ từ này. Thực ra thì bột nó rất là chảy và mềm ấy, nên là chúng ta cứ kéo từ từ cũng được, không phải vội đâu. Thì từ từ nó sẽ xuống thôi. Nếu có phần khóe bị tràn ấy, thì mình lưu ý là mình sẽ dùng cái đầu cọ, mình sẽ lau cái phần khóe đi để cho nó từ từ xuống nhé. Đấy, cái cục bột nó xe lại rồi thì bắt đầu mình sẽ lấy thêm một chút nước mình gạt xuống là vừa. Chứ mình đừng có gạt sớm quá thì bột nó sẽ chảy hết nha. Mình lựa làm sao để nó xuống từ từ này. Bởi vì cái bột này á, mình đắp nó cũng khá là chảy nên nó chưa có cầu móng đẹp. Nên hồi lát nữa mình sẽ đắp thêm một ít bột clear để cho nó có cầu móng đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một ngón marble. Marble thì Vượng cũng làm khá nhiều về video về marble rồi. Mình sẽ đưa một cục bột màu natural, tức là màu trắng tự nhiên ấy. Mình đưa một cục bột trước, trong khi thời gian nó còn ướt ấy, thì mình sẽ lấy một cục bột khác, một nửa màu xanh, một nửa màu trắng tự nhiên. Sau đó mình loang với nhau như vậy. Thì có một video hướng dẫn rất chi tiết về marble luôn. Thì các bạn có thể quay lại về video hướng dẫn marble ha. Còn cái móng này thì các bạn thấy không, mình sẽ lấy một nửa cục bột trên cái cọ và một nửa cục bột màu trắng tự nhiên. Mình sẽ ombre nó ra. À, mình sẽ làm cho nó vân đá ấy. Đây là một ngón mình sẽ làm ombre nha. Thì mấy ngón này thì giống như ngón trỏ hồi nãy thôi. Mình sẽ tán cục bột ra. Cái phần giữa móng, cái giữa phần giữa phần đầu ấy, mình sẽ làm cho nó thật là mỏng xuống nhé. Bởi vì khi chúng ta làm mỏng thì chúng ta ombre nhìn nó tự nhiên được. Móng cái cũng vậy, y chang như thế. Mình sẽ làm ombre luôn nhé. Rồi, mình sẽ tem xuống như vậy. Bởi vì bột khá là chảy nên chúng ta chỉ việc nhấp nhấp cái cọ là bột nó tự chảy xuống rồi. Giống như treo vậy đó. Đó. Nhạ, sau khi mà đã khô rồi thì bây giờ mình sẽ đắp màu clear lên. Hồi nãy mình nói rồi, cái ngón giữa này á thì mình đắp nó chưa có độ cầu nhiều, bởi vì là mình đắp nó mỏng ấy. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một ít bột clear lên cái phần móng này luôn để cho nó có độ cầu đẹp nhá. Đây các bạn thấy không? Mình chỉ việc đưa thêm bột clear thôi. Đó. Đấy các bạn thấy cầu đẹp chưa? Ok. Cái móng marble hồi nãy cũng vậy. Marble là vân đá nha mọi người. Mình cũng đưa thêm bột clear lên để cho nó có độ cầu đẹp. Hồi nãy khi mà mình làm marble thì nó khá là mỏng, bởi vì mình chỉ lấy một chút xíu bột và mình tán màu ra thôi. Nên là khi chúng ta muốn nó đẹp hơn nữa thì chúng ta cần phải đắp thêm bột clear phủ lên cái bề mặt móng nha. Mấy cái ngón mình ombre ấy, thì cái ngón trỏ cái nãy mình không quay, mà mình sẽ quay ngón út ha. Ombre thì hôm nay mình sẽ làm một màu hồng nhẹ này. Cái phần chân móng của chúng ta đắp thật là chuẩn nhá. Rồi xong ra chúng ta kéo màu xuống này. Ra khi chúng ta chọn những cái màu mà nó đậm như kia thì chúng ta marble nó cũng khó hơn. Nhưng không sao đâu, khi chúng ta marble á, chúng ta ombre ấy thì nó thiếu bột ở đâu thì mình sẽ cho thêm một tí bột vô là được. Tức là màu nó chưa đều ấy, thì mình sẽ lấy thêm một ít bột của màu đó. Xong chúng ta sẽ nhả thêm màu là được. Miễn sao nhìn cho nó bay bay tự nhiên là được ha. Sau đó thì mình sẽ phủ thêm một lớp bột clear để hồi lát nữa khi mà mình mài rũ ấy, nó không bị bay mất cái bột màu mà mình đã nhả vô ấy. Chủ yếu là cái phần khóe bên trên nhá. Còn hai bên rìa thì mình có thể hoàn toàn
và lấy bột đi bằng cách lấy tay, hoặc là nếu mà nó chảy ra thì mình sử dụng cọ để mình vuốt đi ha. Nhưng cái phần đầu móng thì mình cần phải làm cho nó chuẩn, bởi vì là nếu như mà mình làm hở bên trên ấy, thì nó sẽ bị bong chóc, như các bạn thấy không, phần đầu khóe móng này lúc nào mình cũng phải làm thật là chuẩn, còn hai bên riềng nó chảy ra một xíu thì cũng không sao. Đấy, mình sẽ dùng cọ để mình lấy bớt màu khi mà nó chảy ra. Cái màu của mình tán chưa đẹp thì mình có thể cho thêm một chút xíu bột màu cho mình vuốt xuống là được. Đấy, ví dụ màu chưa đều đúng không, mình cho thêm một ít màu vô cho mình chạy xuống là được. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng bột lia mình phủ lên toàn bộ phần móng nha. Trong quá trình mình đắp mà bột chảy thì mình cứ dốc cái móng xuống và chờ một chút xíu để cho cái bột nó xe lại. Khi mà xe lại rồi thì mình vuốt hoàn toàn dễ và nó không bị bay mất bột đấy. Nào, tương tự như thế thì mình sẽ đắp y chang như vậy so với bên kia nhá. Xong như vậy thì mình sẽ bắt đầu mài giũa này. Chờ cho nó khô lại thì mình sẽ mài giũa nhé. Cỡ khoảng mấy phút là nó khô à. Và mình tách hai phần khóe lên, sau chúng ta sẽ lấy giũa chúng ta mài này. Bây giờ mình mài thoải mái, bởi vì là nãy mình đã đắp một cái lớp clear bột trong bên trên rồi, nên bây giờ mình mài thoải mái không sợ mất màu ha. Mình sẽ mài dưới gầm móng này để cho cái móng của mình thật là thẳng này. Sau đó mình sẽ mài hai bên rìa khóe. Cái phần giũa này thì mình sẽ dùng máy sau, còn bây giờ mình chỉ dùng phần khóe cho mình giũa cho phần hai phần khóe nó đẹp với nhau là được. Đấy, mình sẽ giũa lại, điều chỉnh lại cái hai bên rìa trước. Sau đó chúng ta sẽ dùng máy nha. Mình sẽ dùng máy và đầu mài hai loại. Một loại là đầu mài khóe này, một loại là đầu mài mịn này. Tức là khi chúng ta mà đã đắp ok rồi thì mình chỉ cần dùng hai loại đấy thôi, để chúng ta định hình lại cái form ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng đầu mài khóe nha. Mình sẽ mài cho cái phần khóe này nó mỏng xuống. Mỏng xuống tức là cái phần sát giữa khóe móng thật với cả móng giả ấy, nó sát xuống luôn và nó sẽ tròn lại. Trong quá trình mình đắp nếu mà nó chưa tròn hoặc là nó chưa được sát khóe lắm thì mình cần phải mài kỹ cái lúc này nhá. Các bạn lưu ý đừng bỏ qua bước này ha mọi người. Mình thấy nhiều bạn không có cái đầu mài khóe đấy, thì chúng ta phải dùng bằng đầu mài thường. Mà đầu mài thường thì mài nó rất dễ phạm vào da, nên chúng ta nên sắm một cái đầu mài khóe để chuẩn bị cho cái việc mài khóe của mình ha. Đấy, y chang như thế, mình sẽ mài phần khóe trước, sau đó chúng ta sẽ mài định hình bằng đầu mài mịn sau. Và sử dụng đầu mài mịn thì mình sẽ dùng chế độ chạy ngược nhá. Ví dụ như là máy của các bạn có chế độ A và chế độ F ấy, mình sẽ chạy chế độ F nhá. À, mình sẽ chạy chế độ A nhá. Đấy, các bạn thấy không? Khi chạy chế độ A thì nó sẽ hơi trượt trượt xuống như này. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ, tức là khi mà chúng ta đi nó trượt, nó chúng ta sẽ quay lại luôn. Thì mình sẽ có một cái lớp móng nó là mịn và không bị bay bột nhiều quá. Đấy, các bạn thấy không? Mình chỉ đi vài đường thôi là nó sẽ có độ cầu móng và cái độ mịn trên cái bề mặt móng luôn. Rồi, tương tự như thế thì mình sẽ mài toàn bộ cái phần móng luôn ha. Chủ yếu là khi chúng ta đắp ấy mà nó chưa có độ cầu thì chúng ta nên mài như vậy nhá, nó sẽ ok. Mà thực ra thì nếu mà đắp đẹp rồi thì mình sẽ mài sơ sơ 2-3 cái là được à, đúng không mọi người? Đó, cái form nó đẹp là được. Chủ yếu là đúng lúc đầu khi chúng ta nối móng giả này, vì chúng ta giũa form này, cái form phải đẹp trước, sau đó thì mình đắp lên nó mới đẹp được. Chứ không phải là chúng ta giũa mài sơ sơ rồi đến lúc đắp lên là chúng ta muốn đẹp như vậy thì nó sẽ kiểu cái form nó xấu thì đắp nó cũng xấu ấy. Đấy, cái móng bây giờ mình chỉ mài cho nó mịn mịn lại với cái tròn tròn cái form là được. Tức là cái form của mình đang là form cong ấy, nó cầu ở phía đầu ấy, mình sẽ mài như vậy. Rồi, tiếp tới một cái bước nữa đó là mình sẽ giũa lại một lần nữa. Hồi nãy mình giũa rồi, nhưng mà khi mà mài xong mình sẽ giũa nữa để cho nó chắc chắn là cái form của mình nó đẹp ấy, thì mình sẽ giũa thêm một lần nữa nha. Mình giũa lại toàn bộ này. Rồi, giũa xong thì mình sẽ sử dụng một cái cây chổi phủi bụi, mình phủi bụi lại toàn bộ các phần móng này.
Mình phủ bụi kỹ nhé, và mình kiểm tra cái phần gầm móng nó có bị tràn bột hay không. Nếu trong trường hợp nó bị tràn bột thì các bạn phải lấy máy con mài đi nhé. Còn nó không tràn bột thì nó ok. Đấy, móng ok là cái móng mà có độ cong vừa phải và đẹp ha. Rồi, tiếp tới thì mình sẽ sử dụng một cái miếng giấy. Giấy này là giấy ủ để mình tháo móng ấy, thì nó có hơi một chút cồn ấy. Bây giờ mình sẽ dùng để lau lại cái bề mặt móng này cho nó thật là sạch ha. Để trang trí vào Noel thì móng của mình khi mà mình đã umbrella với cả marble rồi thì đơn giản thôi. Mình chỉ vẽ thêm hai cái bông tuyết là được. Thì hai bông tuyết này hôm nay thì mình sẽ vẽ theo kiểu là truyền thống thôi. Tức là mình sẽ có 3 cái đường chéo nhau như vậy, nó thành 6 cánh ấy. Sau đó mình sẽ vẽ hình bông tuyết này. Đây là một trong số những mẫu bông tuyết mà mình rất là thích luôn. Năm nào mình cũng vẽ, năm nào mình cũng quay video về những cái mẫu này luôn. Các bạn theo dõi về mình vẽ cái mẫu này nhé. Hai cái móng marble để cho đỡ đơn điệu thì mình sẽ sử dụng màu nhũ vàng để mình kẻ lại cái phần khóe nha. Vẽ xong rồi thì Phượng sẽ dùng base. Base này là liên kết treo nha. Trước khi mà sơn top thì mình sẽ sử dụng liên kết treo. Mình sẽ sơn một lớp mỏng vừa đủ lên cái bề mặt móng này. Đấy, mình sẽ phủ một lớp lên này. Sơn toàn bộ móng nha. Và khi mà sơn xong thì mình sẽ hơ đèn 60 giây. Và trước khi mà đưa vô hơ đèn, các bạn nhớ vuốt hai bên lại cho cái form móng nó thật là đẹp nhá. Những cái móng marble này các bạn thấy không? Chúng ta sơn bóng lên thì nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Kể cả những cái móng bông tuyết này này, chúng ta sơn base lên thì nhìn nó rất là đẹp. Lên nha. Rồi chúng ta sẽ hơ đèn 60 giây, sau đó chúng ta sẽ sơn top nha. Đây, bây giờ mình sẽ sơn top nha. Mình sơn top bóng mà mình sẽ hơ đèn 99 giây nha mọi người. Ok, video về cái bộ móng Noel về màu xanh này á, đến đây của Phượng là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi đến thời điểm bây giờ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Và cũng sắp Giáng sinh rồi. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé. Bye bye mọi người. Bây giờ chúng ta cùng xem lại cái hình ảnh cái bộ móng này nhé. Ở bên kia thì Phượng cho thêm một tít nhũ rồi. Mọi người thấy không? Nhìn cũng xinh đúng không? Ủng hộ Phượng bằng cách bấm like, subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mới nhất nhé. Bye bye.